Rồi thầy sẽ giới thiệu cái phần này nha, các bạn từ từ làm, thầy giới thiệu xong rồi mình làm sau. Nếu mà bạn nào đã làm rồi thì cũng nghe luôn. Như vậy đối với lại cái thiết kế giao diện thì chúng ta ở đây là chúng ta gọi là giao diện đồ họa. Như vậy thì cái việc là thiết kế giao diện đồ họa này các bạn có hai cách để thiết kế. Chú ý nè, mình có hai cách để thiết kế. Một là mình xài cái giao diện bằng cách kéo thả. Ví dụ bạn có cái giao diện ở đây. Rồi, bạn kéo ở bên này, bên cái palette này. Bạn thả qua đây. Đó. Ví dụ như là bạn kéo từ bên cái palette này bạn thả qua. Kéo từ đây. Thả qua đây. Được chưa? Rồi, hoặc là bạn có thể lập trình bằng dòng lệnh y chang như trước đây bạn đã từng lập trình. Giai đoạn 1 chúng ta đang học thì các bạn sẽ làm theo kiểu này. Kéo thả. Nhưng mà khi các bạn đã ok, bạn đã quen xong rồi, sau này đi lập trình ở các công ty lập trình thì gần như cái việc kéo thả này chỉ để cho những người làm biến gen cái code này ra thôi. Còn tất cả là chúng ta sẽ có chứ không kéo thả nữa. Hiểu được vấn đề chưa? Bạn code thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và bạn muốn chỉnh nó nằm ở đâu, nó ở vị trí nào, nó màu sắc ra làm sao. Bạn control nó rất là dễ, giống như bạn đang học là HTML và CSS. Kiểu kiểu như vậy đó. Bạn thiết kế một cái giao diện như đồ họa như thế này bằng cách bạn code ra. Mình học HTML và CSS rồi đúng không? Mình code ra một cái trang web rất là đẹp, rất là màu mè. Nhưng mà thực ra là mình không có kéo thả mà mình sử dụng code để mình viết. Có bạn nào sử dụng Dreamweaver chưa để thiết kế trang web? Như vậy thì chỗ này là nếu như bạn sử dụng cái Dreamweaver là bạn không có cần phải code mà bạn kéo thả. Nhưng mà trường mình dạy thì không có dạy vậy, phải code từ đầu. Còn đối với Java 2 thì dạy cái design trước. Rồi khi mà các bạn rành rồi á thì các bạn sẽ dùng qua cái dạng như dòng lệnh. Ví dụ như là mình tạo ra một cái đối tượng, mình tạo ra một cái đối tượng là bottom ha. Mình tạo ra một cái đối tượng là checkbox. Mình tạo ra một cái đối tượng là label. Đó là mình tạo ra hết chứ mình không có làm gì hết. Rồi, đối với bài đầu tiên ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn để tạo ra cái giao diện giống như thế này. Tạo ra cái giao diện giống như thế này. Như vậy đối với lại giao diện này thì chúng ta có những cái cơ bản. Ví dụ mã, họ tên, tuổi, email, lương. Thì chú ý ở chỗ này nè. Đối với lại cái stream, đối với lại cái stream thì khi các bạn thiết kế đó, bạn canh trái hoặc canh phải, canh trái hoặc canh phải thì ở trong Java nó đã tự động hiểu ý mình. Nó hay là chỗ đó. Khi mình kéo đối tượng mình rê tới rê lui cái nó gợi ý cho mình cái đường giống. Mình đồng ý thì nó hiểu là mình đang muốn canh phải. Nếu như mình kéo qua bên kia mình thả ra thì nó hiểu là mình đang muốn canh trái. Thì nó cũng hơi thông minh đó. Chứ mình không cần chọn đối tượng và mình chọn là alignment left, alignment right nữa. Không cần nữa. Ha, đây, rồi thầy sẽ demo cái thiết kế này cho các bạn. Với một cái giao diện đơn giản thôi. Đó là giao diện dòng lệnh là cái form đăng đăng nhập như thế này. À, mình sẽ thiết kế một cái form đăng nhập đơn giản như thế này. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Ở đây thầy sẽ ví dụ ở cái slide 2. Và khi các bạn new nó sẽ có hai cái mà chúng ta thấy nó giống nhau. Nhưng mà thực ra nó có khác nhau tí xíu. Là nó có một cái reframe và rebanner. Như vậy rebanner này nó chỉ cho phép chúng ta
gom các đối tượng lại với nhau, gom các đối tượng lại với nhau thành một cụm, nhưng mà nó không cho mình thực thi. Thực thi là phải nhờ qua cái khác nó mới thực thi được. Cho nên chúng ta tạo là tạo gframe. Đây, ở trong này các bạn sẽ nhìn thấy nè. Cái này là thầy tạo bằng gframe. Cái này thầy tạo bằng gframe. Cái này là gframe. Nó sẽ có cái dấu chạy nè, dấu run nè. À, cái gframe thì nó có dấu run, còn cái gframe là nó không có. Được chưa? Như vậy ở chỗ này thầy sẽ chạy bằng gframe. Các bạn cứ thử hai cái luôn, các bạn thiết kế thì nó giống nhau. Như vậy ở chỗ này thầy để là login này ha. Ok. Rồi, chúng ta đã có được cái giao diện cơ bản của nó ở đây. Bây giờ một là bạn có thể là chọn view ở chỗ này. Bạn chọn view ở chỗ này. Review design. Đó, nó lên. Hoặc là bạn sẽ chọn bên này. Click chuột phải chọn print file. Đây, print file. Như vậy nó khác nhau giữa review và print file gì không em? Khác nhau gì không? Review thì bạn chỉ xem thôi mà bạn không thực thi được các cái nút bấm nếu như bạn có viết lệnh. Còn nếu như mà bạn chọn run thì bạn bấm vô các cái nút là nó thực thi các cái code cho các bạn luôn. Nó khác nhau. Rồi bây giờ thầy sẽ bắt đầu thiết kế. Thầy sẽ đưa vô đây một chữ đăng nhập. Nhìn nha. Như vậy đăng nhập thì mình dùng cái nào bên này ta? Bên cái palette này mình dùng cái nào? Theo các bạn chúng ta dùng cái gì ở bên palette này? À, cái đó là nó là label ha. Chúng ta sử dụng label. Tức là nó sẽ cho một cái vùng để hiển thị chuỗi ra thôi. Rồi kéo thả, chỉ có việc kéo thả thôi. Các bạn thấy đường giống không? À, nếu ở đây thì khi mà bạn đặt ở đây đó, nó sẽ không bu theo cái biên, không bu, gọi là không 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 có một cái điểm neo ở biên. Còn nếu như mà bạn kéo sát biên thì nó sẽ tự động nó có điểm neo ở biên. Mình có thay đổi kích thước của cái đối tượng này như thế nào thì nó cũng tự động nó theo biên. Ở chỗ này thầy đổi cái tên relabel 1 thành đăng nhập. Có rất là nhiều cách để đổi. Cách thứ nhất double click. Nhớ là label mình double click được. Còn các đối tượng khác mình double click là nó nhảy vô code á. Nhớ nha, nó khác biệt nha. Label double click đổi thành đăng nhập được. Hoặc là bạn click chuột phải, bạn chọn edit text. Thì bất kỳ đối tượng nào mình cũng làm được việc này. Click chuột phải chọn edit text. Hoặc là bạn sẽ chọn đối tượng và bạn chọn qua cái phần property. Và trong cái property này bạn thấy nó có chữ test. Đây, bạn đổi ở đây. Như vậy ít nhất là có 3 cách để đổi cái chữ đó. Và mình chọn ở đây là đăng nhập. Ok. Sau khi bạn chọn đăng nhập xong thì bên này nó đã đổi thành chữ đăng nhập. Mình muốn cho cái chữ này nó lớn lên thì bạn chọn font. Hiện nay là Tahoma phông chữ 11, bạn có thể đổi phông chữ hoặc là bạn đổi nó in đậm lên, bạn cho cái size của nó là 14 chẳng hạn hoặc là 16. Ok. Rồi, chữ nó lớn lên rồi. Cho màu xanh ha, foreground bạn cho nó màu xanh. Ok. Nó đã là màu xanh. Đăng nhập. Tương tự như vậy, ở đây là cái chỗ của chúng ta là username, password. Ở này nó giống giống như là HTML không ta? Giống ha, form y chang luôn. Chỉ có mình làm nó khác thế thôi. Như vậy, khi bạn học một ngôn ngữ,
thì bạn cố gắng nhớ lại mình đã từng học cái gì rồi, nó có cái gì giống, thì mình vừa học mình vừa ôn tập luôn đó. Như vậy thì các bạn thấy là ở chỗ này, nếu như là bên HTML thì mình tạo nó bằng cái thẻ gì, input, và kiểu của nó, style style của nó là test, type là test. Ok, rồi tí nữa thầy sẽ gợi lại một số cái nữa. Như vậy ở chỗ này mình sẽ insert một cái label trước để mình ghi cái chữ đăng nhập. Rồi mình kéo vô đây, được chưa? Các bạn nhìn thấy cái ba cái dấu sọc không? Thì chỗ này ở bên Java nó sẽ tự động nó canh cái khoảng cách tương đối so với cái độ lớn của chữ, độ lớn của cái chữ của mình. Độ lớn của chữ của mình là 11, 12 gì đó, 11, thì nó nói là đây là vừa nè. Đó, đây là khoảng cách vừa nè, tự động nó canh cho mình. Rồi, mình sẽ set lại, thầy cho nhỏ lại đi ha, mình biết vị trí rồi, thầy cho nhỏ lại để dễ làm. Chỗ này thầy để chữ đăng nhập. À quên, username. Rồi, hai chấm. Tiếp tục, thầy chèn cái gì nữa ta? Ủa, sao tự nhiên nó không đổi? Username. Tiếp tục mình chèn cái đối tượng nào nữa? Đối tượng nào bên này nữa? Chọn cái nào nè? À, test. Test, test. Test field đâu rồi? Đây, ok. Test field. Test error là gì ta? Giống y chang trong HTML luôn. À, nó giống giống như nó. Tức là này là short paragraph, này là long paragraph, đoạn văn. Còn cái này là text ngắn. Rồi, khi đưa qua đây. Đây. Đối với chiều đứng nó cũng có ba sọc. Và đối với chiều ngang thì nó có một cái nó canh bằng. Cái test bằng với nhau. Tiện không? Rồi, nếu mà bạn kéo vô đây cũng được. Ha, kéo vô đây là một, hai, ba, kéo ra ngoài này là khỏi canh nữa, không canh nữa. Rồi ok, kéo vô ba. Rồi chỗ này khi mà chúng ta hiện ra như vậy, nó có sẵn cái chữ là retest field 1, nhìn nó kỳ kỳ đúng không? Thường mà chúng ta hiện lên thì nó là không có gì hết, hoặc là chúng ta sẽ đưa một cái câu gợi nhớ, cái câu hướng dẫn ở trong HTML gọi là gì ta? Ừ, đúng rồi. Đó, thì có cái dạng như vậy đó. Ok. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Chú ý nè. Chúng ta bỏ cái này đi. Bằng cách là vào cái này chúng ta bỏ cái test này đi. Chú ý nha. Sau khi thầy bỏ cái test đó đó, thầy enter cái coi nào. Nó thuộc lại, bởi vì nó không có gì hết. Rồi, khi mà nó thuộc lại như vậy thì mình kéo nó ra. Nếu mà bạn kéo ra vậy á thì cũng được. Nhưng mà nó có cái dở nè. Mình view lên nhé. Bây giờ giả sử mình viết cái chương trình cho khách hàng mà cái form của mình nó có chừng đây thôi. Mà khách hàng là muốn cho nó rộng ra. Bởi vì tên có nhiều tên dài quá, muốn rộng ra. Nhưng mà cuối cùng người ta kéo rộng cái biên mà cái này nó không đi theo cũng vậy à. Kéo rộng cái đâu có ý nghĩa đâu. Mà giả sử người ta cái màn hình nó chật quá, người ta muốn cho nó nhỏ lại để người ta nhìn cái gì đó, nó tự nhiên nó khúc kỳ quá vậy, không được ha. Mình chú ý thêm cái chỗ này tí xíu, các bạn kéo cái này ra, kéo sát ra biên giúp thầy, nó có cái đường giống bên ngoài. Rồi bây giờ mình chạy lên, lớn lên, tự lớn, nhỏ lại, tự nhỏ, nó đi theo cái biên của cha đó, nó đi theo cái biên của cha. Và tương tự như vậy, lúc nãy thầy nói là nó thông minh nè. Nó thông minh chỗ nào nha?
Bây giờ thầy thêm một cái label nữa nè. Rồi, bây giờ thầy đặt lên đây. Thầy đưa lên nó có ba gạch nè. Nếu như thầy canh lề đây là thầy đang muốn canh lề với cái chữ username là trái hay phải? Mình đang canh lề gì đây? Trái. Ví dụ chỗ này mình gõ nội chữ A thôi. Enter. Thì nó tự động nó nằm ở đây. Nhưng nếu trường hợp thầy kéo nó qua bên này là canh lề gì đây? Canh lề phải. Thì chỗ này thầy gõ một chữ A thì nó cũng chạy về đây. Thầy gõ rất dài, mình thấy nó rất dài, nó cũng chạy về đây. Nó tự động nó canh lề phải cho mình. Và mình không hề chọn. Ví dụ như bình thường với những ngôn ngữ trước đây thì mình phải chọn cái này rồi mình alignment cho nó. Phải canh lề. Ha, phải align cho nó. Còn đối với lại cái cách mà thiết kế của Java hiện nay thì nó sẽ tự động nhìn thấy cái hành động của mình và nó cho mình biết là mình đang canh gì, thì nó tự canh cho mình luôn. Nó hay là hay chỗ đó. Rồi bây giờ đối với lại cái chỗ này, khi mà bạn đưa cái password lên thì bạn sẽ mong muốn người ta gõ nó ra cái gì? À, ra cái dấu chấm hoặc ra dấu sao. Ở bên Java hoặc là bên C mình cũng đã làm rồi. Nhưng mà đối với lại cái Swim này thì nó có hỗ trợ sẵn cho mình một cái gọi là password field. Nó hỗ trợ sẵn luôn. Mình không cần phải suy nghĩ gì hết. Đó, rồi ở đây mình sẽ canh. Ha, nó canh theo ở trên và nó canh theo chữ password luôn. Và chỗ này mình cũng kéo nó ra. Nó có sẵn mấy cái dấu chấm này nè. Lý do sao? Lý do là ở bên này nó có sẵn cái chữ là gpassword field 1. Mình bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Rồi, chỗ này. Gõ pass. Gõ password. Chỗ này. Tên đăng nhập. Rồi, ví dụ vậy. View lên coi nè. Tên đăng nhập. Gõ password. Được không? Nó còn hay hơn cái thằng là playhole. Đó. Cái này gọi là tip. Là một cái chuỗi gợi ý. Ai thích gợi ý thì đưa tỏ vô. Mà không thích gợi ý thì thôi. Chứ để vô đây nó rối. Để vô đây nó rối. Nhìn nó rối cái giao diện. Bây giờ ai không hiểu chỗ này cái gì thì đưa trỏ vô đây coi cái hướng dẫn đó, nó hay hơn nhiều cái ha. Rồi chúng ta đã có được cái username, bạn gõ vô đây là u1 và user1, password 1234. Đơn giản, mình thiết kế khá là đơn giản. Rồi tiếp tục mình làm cái checkbox. Checkbox đây, checkbox. Và tương tự như vậy thì checkbox nó cũng canh lề cho mình. Và mình đặt chỗ này, thấy không? Thấy thầy double click không? Nó nhảy ra code luôn nè. Cho nên hồi nãy thầy nói rằng là đối với lại label thì mình double click được. Nhưng mà đối với những đối tượng khác mình double click là nó nhảy vô code luôn á. Cho nên chỗ này mình chọn edit cái. Ha. Remember me. Nhớ tôi không? Nhớ. Rồi ok, mình lại thêm một cái button vô đây. Và tương tự mình cũng cho nó canh lề custom. Và chọn chỗ này mình chọn là lock in enter. Rồi. Sau khi bạn thiết kế xong thì bạn có thể kéo cái này cho nó nhỏ lên và nhớ là khi mình kéo đến cái đường giống mà nó cho một cái đường giống chung như vậy là dừng là vừa. Tại vì sao? Tại vì nó nhìn, nó canh giúp cho mình ở trên này, ở dưới này, tương đối. Đó, tương đối. Thì cái form của mình nó sẽ tương đối là ok. Được chưa? Đó. Rồi, nếu như mà mình muốn canh cho các đối tượng
mà cho nó đi theo luôn á, thì lúc đó mình canh, còn không thì như vậy là ok rồi. Sau khi mà mình thiết kế được cái giao diện như vậy rồi, có phải rằng mình chỉ thiết kế để chơi không? Chơi thì thiết kế làm gì? Mình phải viết code cho nó. Mà khi mình viết code á, thì mình phải biết đây là đâu mình mới lấy được dữ liệu, đây là đâu mình mới lấy được dữ liệu. Vậy thì mình phải làm đến cái nhu cầu gì nữa? Đặt cái gì? Đặt. À đúng rồi, bạn nói rất chính xác là đặt ID. Nếu như là HTML thì đặt ID, còn đối với Java thì chúng ta có một cái tên gọi khác là biến. Đặt cho nó một cái biến ha, đặt cho nó một cái biến. Vậy thì chỗ test này mình đặt biến, chỗ password mình đặt biến, vậy label có cần đặt biến không? Label có không? Biến là dùng để thay đổi, dùng để lưu trữ một cái đối tượng mà nó có thể thay đổi giá trị thì mới cần đến biến. Còn nếu mà không thay đổi giá trị thì có thể dùng gì trong lập trình? Không thay đổi giá trị, ví dụ trong trong lập trình C đi, thì mình dùng nó là hàng. Còn nếu mà thay đổi giá trị nó là biến. Vậy thì theo các bạn, với cái label có khi nào nó thay đổi giá trị không? Có không? Có. Ví dụ bây giờ nhé, thầy giả sử đi, chỗ này là tại vì mình để cái từ đăng nhập cho nó vui vui thôi. Ví dụ như chỗ này thầy để chỗ này là chữ login luôn đi. Đó, ví dụ như vậy. Bây giờ giao diện này là giao diện tiếng Anh. Thầy muốn rằng là chuyển thành giao diện tiếng Việt, chuyển thành giao diện tiếng Hoa, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức. Vậy thì có phải là label nó cũng cần phải có biến không? Thì lúc nó cần. Ha, tùy theo cái nhu cầu mà chúng ta xem là nó cần có biến hay không. Nếu cần thì bạn đặt biến cho nó, còn nếu không thì thôi. Đa số mình làm là mình chưa chú ý, nhưng mà nếu sau này các bạn làm đồ án chẳng hạn, hoặc các bạn viết ứng dụng cho người ta, thì chắc chắn mà đang ngôn ngữ là có, thì các bạn sẽ đặt tên cho nó. Vậy làm sao để đặt tên đây? Ví dụ như kể cả cái từ login này mình cũng có thể đặt tên. Và đây là một số cái gợi ý để chúng ta dễ nhận biết được cái tiếp đầu ngữ, tức là gì, là ứng với lại cái đối tượng đó thì chúng ta nên dùng cái gì. Đây một số cái trong này, ví dụ label rồi test field rồi custom set box radio custom box. Thì ở đây người ta sẽ gợi ý một vài cái thôi, bởi vì dưới này nó còn chấm 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 nữa. Ví dụ nó là label thì bạn sẽ dùng là LBL. LBL là cái đoạn viết tắt để làm gì, tại sao mình phải có cái này? Tại vì khi bạn khai báo biến á, nó có rất nhiều biến trong cái project của mình, mà nếu mình không có cái gì mà đặc trưng đó mấy em thì sao? Thì mình muốn tìm một cái biến khó lắm ha. Nếu như mà bạn không nhớ cái gì luôn, bạn không nhớ là bạn đặt tên biến là gì hết, nhưng mà bạn nhớ nó là label, bạn search LBL là nó chỉ lọc ra những cái nào mà liên quan đến cái label cho các bạn, là bạn sẽ đọc qua đó và bạn nhớ lại cái này đúng rồi đấy, thì nó hay là chỗ đó. Rồi tiếp tục, nếu như mà bạn dùng test thì bạn sẽ sử dụng là từ test. Còn nếu password thì bạn có thể là sử dụng test cũng được, hoặc là pwd cũng được. Đặc trưng của password là pwd. Rồi custom thì bạn là ptn ha, custom. Rồi checkbox là chk, là checkbox check. Rồi radio box RDO. Rồi Combo Box là CBO. Combo Box Table TBL. Đấy, những cái mà chúng ta sẽ dùng cái
chuẩn thì chúng ta đặt thống nhất cho nó dễ. Rồi bây giờ login, các bạn chọn là đây, change variable name. Change cái variable name này tức là thay đổi cái biến cho nó, thì mình ở đây là lvl login, mình đặt cái tên cho nó. Rồi chỗ này mình đặt cho nó là lvl viết tắt nha, username. Khi bạn đặt tên biến thì bạn có viết hoa viết thường để cho nó dễ đọc. Rồi chỗ này chúng ta sẽ đặt cho nó là txt username. Rồi tương tự như vậy, các bạn đặt label cho các đối tượng khác, được chưa nào? Rồi như vậy là chúng ta đã demo xong cái phần đầu tiên. Bây giờ đến cái phần này, các bạn có thể là sử dụng cái nút OK để thông báo lên cho thầy một cái thông báo. Cái này ở trong HTML mình thấy nó quen không ta? Rồi nhỏ, ở trong HTML mình thấy nó quen không? Ví dụ cái đầu tiên thì trong HTML, trong CS mình chưa xài đến đúng không? Chưa có. Nó có hai cái thôi. Alex là cái này. Rồi cái này nè, chỉ có cái này thôi. À, input ha, confirm. Đó. Nó kiểu kiểu giống như vậy luôn nè. Nhưng mà nó không có nút cancel. Đó, thì nó kiểu như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Thì qua cái phần mà lập trình giao diện thì chúng ta mới sử dụng đến nó. Bây giờ mình thử một cái đi ha. Đây. Như vậy khi lập trình giao diện đi. Lập trình giao diện. Thì bấm vô nút login. Thì nó báo là bạn đã đăng nhập thành công. Ví dụ như vậy. Thì thầy sẽ viết cái đoạn code này. re:option:pen.showMessage. Đó. Như vậy thì ở chỗ này. Nếu như các bạn muốn viết. Thì các bạn sẽ double click vô cái login này nè. Nó tự gen code ra cho các bạn. Login ha. Và mình sẽ viết ở đây G button. Và ở chỗ này mình viết cái đoạn code giống như bên kia. Re option pen. Đó. Rồi chấm. Chấm bên này cũng vậy. Mình sẽ show message. Show message dialog. Ha, show config hoặc là show message dialog tùy các bạn. Rồi show message dialog này thì trong này nó hỏi là show cái gì, show ở đâu, với nội dung là gì, với nội dung là đã đăng nhập thành công. Rồi tiếp tục. Với cái chủ đề là gì? Đăng nhập. Rồi, tiếp tục. Với cái thông báo, cái kiểu thông báo. Ha, kiểu thông báo. Thì mình sẽ dùng cái reception banner chọn chấm information. Chấm. Information message. Đấy, như vậy thì chúng ta đã viết xong một cái đoạn code đơn giản. Bây giờ chúng ta có thể, nếu như mà các bạn chọn view nè, thì các bạn bấm nó không có ý nghĩa gì hết, chỉ có xem thôi. Nhưng nếu mà bạn chọn cái này, bạn chọn là run file. Rồi, bạn bấm vô login. Nó ra câu thông báo. Tức là mình đã chạy được cái code rồi đó. Được chưa? Đấy là như vậy, là trong cái quá trình mà mình viết thì mình đã viết ở đây. Cái này là đăng nhập nè. Đã đăng nhập thành công.
Được chưa nào? Rồi, như vậy là nãy giờ chúng ta cũng đã viết khá nhiều rồi đúng không? Bây giờ thầy dừng lại ở chỗ này để các bạn làm lại cái phần này. Được không nào? Có bạn nào hỏi thêm gì về cái này không? Không có thì mình làm lại cái form login này nhé. Rồi. Sao em? Rồi, ok. Thực ra show lại code thì nó tí nữa thầy sẽ chuyển cho các bạn cái slide này luôn. Ha, để cho các bạn có được cái slide các bạn làm luôn. Nó có nhiều thứ bên trong nữa. Ok.